Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 4 phỏng vấn đặc biệt về ngã rẽ đầu tiên của nhà văn Phan Nhật Nam trong cuộc chia tay lần cuối với những người bạn thân nhất của ông để đi về những hướng khác nhau và những ký ức của ông về trường Võ Bị trong những năm đầu. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Vâng, thưa anh, nhưng mà anh Phan Duy Nhân, trở lại vấn đề anh Phan Duy Nhân, thì anh cũng nhìn thấy những cái ác như anh, và anh có bao giờ anh nói chuyện với anh, và anh có anh lý giải cái chuyện cái ác anh vừa mới nhìn thấy như thế nào mà anh vẫn đi theo Việt Minh, mặc dù anh đã nhìn thấy những cái điều anh nhìn thấy? Tôi nhớ trước ngày tôi đi lính ở Đà Nẵng, là anh Phan Duy Nhân, anh Lê Văn Nghĩa sau này đi thiết giáp mà chết ở 72 ở Quảng Ngãi, và anh Nguyễn Văn Thụy. Thì tối hôm đó ba ông nhô con ngồi nói chuyện với nhau là đi mặt trận hay không đi mặt trận, tôi nói không đi mặt trận đó. Chiều hôm đó tôi nhớ anh Phan Duy Nhân có dẫn tôi đi uống cà phê sữa và hút thuốc lá. Chiều cuối cùng ba đứa đưa nhau vào quán vắng, còn ba đồng mua 4 điếu ruby hay là hút thuốc lá. Rồi tối hôm đó nói chuyện là đi theo mặt trận hay không, tôi bảo không đi. Tôi cãi cọ nghe lời những cái đứa trẻ con chưa đầy 20 tuổi biết cái gì lý luận, nhưng mà tôi nói vì ngày mai là tôi lên tàu lửa đi Đà Lạt thành thử, và đó là cái thảo luận đầu tiên và cuối cùng là thấy Nguyễn Văn Thụy, Phan Duy Nhân. Nhưng sau này mới biết là ở trong cái đám đó có luôn cả luật sư gì đó, Nguyễn Đăng Trừng, rồi có tay viết báo là Cung Văn Nguyễn Văn Hồng, đó, tức là phe của Phan Duy Nhân, phe từ trường Phan Châu Trinh từ Đà Nẵng đi ra. Thế lại tất nhiên lúc nhỏ tôi chỉ có một lần cái đêm mà trước ngày tôi đi lính tôi có nói chuyện với Phan Duy Nhân, thế mấy anh cha này cũng dụ tôi đi mặt trận mặt tiết rồi vậy, tôi nói không, tôi đi trường Đà Lạt cái tôi mới. Thế đó là cái lý luận chưa thành hình của một cái những cái đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi. Nhưng mà thưa anh, và đến mấy chục năm sau, năm 2007, tôi hỏi lại Duy Nhân, thì anh ấy bảo rằng đó là vì cơ chế. Thì tôi thấy rằng hóa ra cái người bạn mình yêu mến, cái người bạn mình kỳ vọng, mình một tay hào kiệt, tôi viết cái cuốn Ai Trần Giang để tặng kẻ hào kiệt mà lên đến ông Hoàng Đức Nhã phải dây ra cơ mà. Nhưng mà thưa với anh về Phan Lê Dũng, đặt ra vấn đề quốc cộng thì không, chưa đặt vấn đề, nhưng mà rõ ràng giữa ác và không ác thì tôi đã có một trọng lượng rất là cụ thể cho đến ngày hôm nay. Dạ thưa anh, hỏi anh về những cảm giác mà anh khi mà anh bắt đầu vào lính, thì khi mà anh cầm súng anh nghĩ sao? Những cái bài tập súng, khi mà lần đầu anh cầm khẩu súng rồi anh bắn viên đạn, anh nghĩ là viên đạn này có thể giết người, thì anh có suy nghĩ gì nhiều không? Thưa anh Phan Lê Dũng và thưa quý khán giả, câu hỏi đó nó có vẻ xa quá mà không thật. Thế tập bắn súng thì bắn súng thôi. Và ở trên trường Đà Lạt tôi rất là sung sướng, tôi rất là hạnh diện. Cái trời Đà Lạt lúc đó nó lộng lẫy lắm, như ngọc á. Mỗi lần chiều chủ nhật đi từ ngoài Đà Lạt vào trường là 8 cây số, tôi không đi xe hàng, tôi đi bộ, tại vì đi đường nó âm bô mê, nó tỏa mùi hương, nó nhất là đi cái đường vòng Hồ Mỹ Linh rồi vậy. Thế thấy trước ngày đi lính cơm không có ăn, áo không có mặc, rõ ràng như vậy. Bây giờ đi vô lính áo cùng oai phong như thế này, được có một cái tước hiệu sinh viên sĩ quan trường Đà Lạt, mà cái đời sống nó đẹp thật, hơn nữa phải mở một cuộc đơn là các khóa 16, 17, 18, 19 mới là bắt đầu trường Võ Bị quốc gia, còn trước đó chỉ là trường Võ Bị liên quân, phải đến khóa 16, 17, 18, 19 và dưới quyền chỉ huy của đại tá Trần Ngọc Huyến. Phải nói rằng đó là một vị chỉ huy toàn hảo về đạo đức, về khả năng, về tại vì sao
ông Trần Ngọc Huyến ông đã có cử nhân Pháp trước khi ông bị đi lính, và ông đại tá Huyến lúc ông đại úy ông là thông điệp viên cho hội nghị trung giá, cho nên đó là một người trí thức. Thì khi mà ông là trưởng từ trước khi mà giữ cái chức chỉ huy trường Đà Lạt là ông là thiệu trung tá về coi về phòng huấn luyện về văn hóa vụ, cho nên ông ta nắm rất vững về vấn đề văn hóa, và ông nhất quyết tạo nên một thế hệ sĩ quan gọi là văn võ toàn tài theo ý ông, và có một tinh thần quốc gia rất là sôi động, năng động và quyết liệt. Và điều này họ hiện thực. Thủ khoa khóa 16 Bùi Quyền đi nhảy dù, thủ khoa khóa 17 Vĩnh Nhi đi bộ binh, thủ khoa khóa 18 đi nhảy dù, khóa tôi khóa 19 Võ Thành Kháng đi thủ khu lục chiến, và ba thủ khoa 17, 18, 19 chết hết, chết tại trận tiền. Thành thứ ở đâu có như vậy? Xanh xia ngày trước hạnh diện có những khóa sĩ quan tham dự trận Điện Biên Phủ, nhưng làm sao có những cái khóa sĩ quan từ 16, 17, 18, 19 đến 20, 20 quá tình cờ cũng đi nhảy dù nó? Thì không phải là vì sao? Đó là cái tinh thần, đó là tinh thần có thật, tinh thần có thật đó. Và tôi khoa 18 không phải để nói có tuyên xưng, nhưng có ở đâu có một cái khóa như khoa 16 chẳng hạn, tất cả các anh đó hình như là phần là trung tá hết. Ở nhảy dù trung tá Lữ Đồng Trưởng Trần Đăng Khôi khóa 16, nhưng Lữ Đồng 4 Lê Minh Ngọc khóa 14 hết. Rồi bên dưới bên tuổi của lục chiến Lữ Đồng Trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Lữ Đồng Phó Đỗ Hữu Tùng, Tiểu Đồng Trưởng Tiểu Đồng 1, 2, 3, 4 gì đó là toàn là khóa 16. Thành thứ nói như vậy không phải đề cao, nhưng về khóa 16 đã được điển hình là người ta vào trường năm 1959 và đến năm 62 người ta ra trường là gần đến 4 năm thủ hướng rất là kỹ càng về vấn đề văn hóa cũng như là về quân sự. Và đó là cái gương hy sinh của ai? Của ông đại tá. Đại tá ở trên sư đoàn 23, anh tên anh Lộc, anh Thông, Nguyễn Hữu Thông, anh đã tự sát tại bệnh viện Quy Nhơn, anh là trung đoàn trưởng một trung đoàn của sư đoàn 23 bộ binh, anh đã tự sát tại bệnh viện Quy Nhơn. Xin cảm ơn quý vị, chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tin tài liệu do Minh Thúy thực hiện. Toilet thông minh, xe thông minh và bây giờ là cả dép thông minh. Cuộc sống của người Nhật Bản có lẽ đang tiện lợi nhất thế giới. Khi nhắc đến các nhà khách truyền thống của Nhật Bản, các du khách thường nghĩ đến những căn nhà bằng gỗ, vườn đá thanh lịch, tắm nước nóng onsen và phòng được trải chiếu tatami. Chính vì thế, việc công nghệ xuất hiện và trở thành một phần của nhà khách kiểu cổ truyền là điều quá sức tưởng tượng với người đam mê văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, ProPilot Park Ryokan đã có một quyết định đột phá khi tích hợp công nghệ thông minh vào những chi tiết nhỏ nhất. Theo CNN, khi tới nhà khách này, khách hàng sẽ được chào đón bởi những chiếc dép bệt tự động đón khách. Khi không cần sử dụng, những chiếc dép thông minh này sẽ biết về chỗ định trước, đợi chờ để phục vụ vị khách tiếp theo. Thế nhưng điều đặc biệt hơn lại nằm bên trong căn phòng. Theo CNN thì tất cả các nội thất, gối ngồi và các phụ kiện khác ở trong phòng đều hoàn toàn tự động. Đồng nghĩa với khả năng sau khi người dùng rời đi thì căn phòng sẽ biết tự dọn dẹp. Tất cả những điều kỳ diệu này chỉ cần bấm một nút. Cách hoạt động của căn phòng có thể nói là tiện nghi có một không hai này, giống như một phép màu. Thế nhưng đứng đằng sau nó lại là một thứ công nghệ ít ai ngờ tới. Công nghệ đậu xe tự động của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan. Nhưng làm thế nào mà từ đậu xe hơi lại thành dép thông minh, đệm thông minh được? Với xe hơi, công nghệ đòi hỏi nguồn năng lực tự động chính xác để có thể đậu xe tự động. Một chiếc xe sẽ cần 4 camera, độ phân giải cao
có khả năng nhận xét hình ảnh thời gian xác thực và 12 cảm biến sonar để đánh giá môi trường chung quanh xe. Ông Nick Smartfield, phát ngôn viên của Nissan tiết lộ, sau khi thực hành những thông tin nhận được, hệ thống có thể đậu xe một cách an toàn bằng cách điều khiển phanh, vô lăng, bộ truyền lực và ga. Đó là với xe hơi, nhưng còn với dép hay đồ vật nhỏ khác, thì việc áp dụng công nghệ này lại đơn giản hơn nhiều. Theo đó, con người chỉ việc thiết kế một vị trí start, tức là đứng chờ, nhất định cho mỗi đồ vật, và khi bấm nút, dép, gối ngồi hay bất cứ thứ gì được lập trình sẽ tự động quay trở về vị trí đó. Như vậy thì căn phòng hoàn toàn có thể tự dọn dẹp. Ở trên trần của khu vực tiếp tân và trong phòng đều có gắn camera. Ông Maxfield cho biết thêm, camera sẽ phát hiện các vật thể ở trên sàn bằng công nghệ nhận thức hình ảnh và hệ thống sử dụng những dữ kiện thu được vạch ra một con đường đến cho mỗi đồ vật đó. Khi có lệnh, việc đến vật thể sẽ lập tức được thực hiện. Được biết là với những đôi dép thông minh, mỗi chiếc đều được gắn hai bánh xe nhỏ ở bên dưới đáy. Điều đặc biệt là những bánh xe này không chỉ giúp cho chiếc dép quay về vị trí chỉ định, mà còn biến mất khi được con người sử dụng, tạo cảm giác thoải mái, không bị cộm chân. Dù hiện đại và đầy thú vị là vậy, thế nhưng điều đáng tiếc duy nhất là khách sạn thông minh này sẽ chỉ mở một đêm duy nhất vào ngày 24 tháng 3 và chỉ có những người thắng cuộc trong cuộc thi media trên mạng xã hội mới có cơ hội được thưởng thức, trải nghiệm có 102 này. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Bạn có biết, khi đôi chân được nghỉ ngơi thì đôi bàn tay vẫn phải làm việc miệt mài. Ghế vật lý trị liệu i9 của Lutraco có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như làm nail hay làm tóc. Ghế i9 với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Màn hình cảm ứng phản như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Ghế top medical Massage Lutraco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Công ty Lutraco cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi hơn 16 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Lutraco sản xuất thêm các mặt hàng dân dụng như hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy rửa nail, jet nam châm, jet air, iFill tắt nước tự động cho ngành nail. Tất cả các sản phẩm của Lutraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Lutraco đã nhận được 43 bằng phát minh Hoa Kỳ và Canada, trong đó có bằng phát minh cho quốc phòng Hoa Kỳ. Mua sản phẩm Lutraco và ủng hộ đại lý Lutraco là ủng hộ người lao động Hoa Kỳ, trong đó có tương lai con em chúng ta. Ok em, đừng lo, anh sẽ làm ngay mà, gặp chút xíu nữa nha. Chị là một người chồng ân cần, một người cha siêu việt. Nhưng quan trọng là tìm hiểu xem quý vị có siêu vi viêm gan B hay không. Thử nghiệm giúp quý vị chăm sóc cho bản thân và bảo vệ gia đình. Tôi hứa sẽ đi thử máu siêu vi viêm gan B. Yêu thương gia đình bắt đầu bằng cách tự chăm sóc cho bản thân. Hãy tham khảo với bác sĩ để được thử nghiệm.